để sẵn sàng ứng phó hết sự cố hút tràn dầu trên sông biển, phòng ngừa xử lý hết sự cố hóa chất độc hại thải ra môi trường tại những công trình trọng điểm. Ngay từ khi khởi động dự án xây dựng bến cảng Liên Chiểu, Trung tâm ứng phó hết sự cố môi trường chi nhánh tại Đà Nẵng đã chủ động xây dựng kế hoạch và thành lập đội phản ứng nhanh sẵn sàng 4 tại chỗ tại khu vực cảng, ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Nằm ở vùng vịnh Liên Chiểu, dưới chân phía nam đèo Hải Vân, hiện có cụm kho xăng dầu Hòa Hiệp. Nơi đây hàng tháng đã tiếp nhận hàng chục tàu chở xăng dầu vào ra xuất nhập. Cùng với đó, hàng trăm xe chở đất đá, xà lan có tải trọng lớn chuyên chở vật liệu sang lấp mặt bằng phần hạ tầng dùng chung đê và kè chắn sóng, nên nguy cơ có thể xảy ra sự cố tràn dầu, gây ô nhiễm nghiêm trọng đến các hệ sinh thái biển là rất cao, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân cũng như thiệt hại về kinh tế ở các lĩnh vực du lịch biển của thành phố. Tại khu vực cảng Liên Chiểu là có một cái cụm cảng mà có các cái cảng xăng dầu, có 4 cái cảng xăng dầu ở đây, cho nên là cái tần suất mà tàu dầu vào tiếp nhận nhiên liệu cũng như là trả hàng thì nó rất là nhiều. Và cùng bên cạnh đó thì trong thời gian này thì về Ủy ban thành phố Đà Nẵng thì có triển khai cái việc là xây dựng cái cảng Liên Chiểu và cả cái tàu thuyền của thi công về cảng Liên Chiểu ở đây cũng rất nhiều, cho nên là cái về đánh giá thì cái nguy cơ mà xảy ra cái việc tràn dầu thì cũng là có cái nguy cơ rất cao. Để phòng tránh sự cố tràn dầu trên sông biển cùng với các điểm cảng Tiên Sa, cảng Sơn Trà và Âu Thuyền, cảng cá Thọ Quang, Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam đã thành lập các trạm trực và đội ứng phó sự cố môi trường tại cảng biển Liên Chiểu, Đà Nẵng. Đội này có nhiệm vụ theo dõi, giám sát sự cố môi trường biển trong khu vực, cảnh báo, ứng trực nhằm chủ động ngăn ngừa, phối hợp với các đơn vị trên địa bàn sẵn sàng xử lý ngay sự cố tràn dầu. Đây là một địa điểm có nguy cơ cao xảy ra sự cố tràn dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam đã sẵn sàng 100% quân số và lực lượng trực 4 tại chỗ tại khu vực này để đảm bảo cho ứng phó sự cố môi trường. Bên cạnh đó, chúng tôi còn trực trên 5 cái trọng điểm khác trên thành phố Đà Nẵng để đảm bảo ngăn ngừa các sự cố môi trường xảy ra để thành phố Đà Nẵng chúng ta luôn xanh sạch đẹp. Song song với công tác ứng trực, sẵn sàng xử lý sự cố, Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam tại Đà Nẵng còn định kỳ và thường xuyên tổ chức huấn luyện, diễn tập nâng cao kiến thức cho doanh nghiệp và cộng đồng, phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn thành phố, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị đóng trên địa bàn thường xuyên diễn tập phương án chữa cháy có xảy ra sự cố tràn dầu tại Âu Thuyền Thọ Quang và các kho xăng dầu cụm Liên Chiểu, nhằm nâng cao năng lực phối hợp, sẵn sàng chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và xử lý sự cố tràn dầu trên sông biển trên toàn thành phố. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý.